Độ pH của sữa rửa mặt Senka dao động từ 6-7 tùy theo chủng loại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn thông tin của từng loại sữa rửa mặt Senka. Hãy cập nhật ngay bản thông tin độ pH của sữa rửa mặt Senka. Sau đây là những thông tin đáng tin cậy về Senka Perfect Whip Acne Care. Độ pH, độ pH của sữa rửa mặt Senka trị mụn và các sản phẩm ngoại nhập khác. Xuất xứ: Nhật Bản, Japan. Thương hiệu: Senka. Độ pH của sữa rửa mặt Senka Perfect Whip. Đây là sản phẩm rửa mặt nổi tiếng nhất của thương hiệu Senka. Loại sản phẩm này có độ pH từ 6 đến 7. Sản phẩm hỗ trợ loại bỏ bã nhờn trên da hiệu quả. Sau khi sử dụng, bạn sẽ cảm nhận được da vô cùng sạch sẽ, bã nhờn trên da kiểm soát tốt. Sản phẩm có giá khoảng 81.000 đến 100.000 đồng. Độ pH của sữa rửa mặt Senka Perfect Collagen. Đây là dòng sản phẩm ngoại nhập, phù hợp cho những làn da gặp lão hóa. Độ pH của sản phẩm dao động từ 6 đến 6.5. Sau khi sử dụng sản phẩm, bạn sẽ cảm thấy làn da thông thoáng và sảng khoái, độ ẩm đầy đủ. Giá sản phẩm 100.000 đến 119.000 đồng. Độ pH của sữa rửa mặt Senka White Clay. Đây là sản phẩm làm sạch sâu, có độ pH từ 6 đến 7. Senka White Clay giúp loại bỏ hiệu quả bụi bẩn trên da, hỗ trợ loại bỏ tế bào chết, phù hợp với người sinh hoạt trong điều kiện bụi bẩn, thường xuyên chạy xe ngoài đường. Giá sản phẩm 90.000 đến 109.000 đồng. Độ pH của sữa rửa mặt Senka Perfect Acne Care. Đây là sản phẩm được điều chế dành riêng cho làn da đang gặp các vấn đề về mụn. Do đó, công thức của sản phẩm vô cùng dịu nhẹ, độ pH của sản phẩm gần bằng với độ pH của da 5.5. Độ pH của sản phẩm dao động từ 5.5 đến 6. Vì là sản phẩm trị mụn nên có thể làm khô da. Sau khi sử dụng sản phẩm nên chú ý tăng cường cấp ẩm. Giá sản phẩm 100.000 đến 110.000 đồng. Senka, thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Senka là một trong những thương hiệu mỹ phẩm thuộc tập đoàn Shiseido. Được thành lập từ năm 1872, cho đến nay, tập đoàn phát triển ngày càng vững mạnh và đứng trong top 4 tập đoàn mỹ phẩm có lịch sử lâu đời nhất. Sữa rửa mặt Senka được phát triển trong nhiều năm với công thức ngày càng cải tiến. Nhìn chung, các sản phẩm có độ pH dao động từ 6 đến 7. Sản phẩm được người dùng nhận xét là tạo bọt mịn, làm sạch sâu và thích hợp cho mọi làn da. Điểm chung của các loại sản phẩm. Mặc dù được điều chế dành cho các loại da khác nhau với công thức riêng biệt giữa các sản phẩm cũng có điểm chung, tất cả đều được cung cấp các thành phần cao cấp sau đây. Hàm lượng hyaluronic acid gấp đôi giúp da luôn được dưỡng ẩm sâu. Ngoài ra điều này cũng giúp kéo dài công dụng giữ ẩm. Thành phần kén tơ làm khử khuẩn tự nhiên, làm sạch bụi bẩn, bã nhờn. Công nghệ Aqua Inbun bảo vệ màng giữ ẩm tự nhiên của da. Lời khuyên từ chúng tôi. Trên đây là những thông tin chi tiết và chính xác về độ pH của sữa rửa mặt Senka. Lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với da là rất quan trọng. Hãy xác định xem loại da của mình để lựa chọn sản phẩm có pH phù hợp. Senka là sản phẩm đến từ Nhật Bản, được điều chế với công thức tốt, thân thiện với da. Tuy nhiên, nếu lựa chọn sản phẩm không phù hợp vẫn có thể dẫn đến ngứa hay dị ứng. Chúc bạn tìm được sản phẩm phù hợp.